Câu chuyện về cha Trương Bửu Diệp không chỉ dừng lại ở cuộc đời đầy tận tụy của ngài mà còn được tiếp nối bởi những câu chuyện linh thiêng và phép lạ sau khi ngài tử đạo. Dưới đây là một trong những câu chuyện linh thiêng nổi tiếng về cha Diệp mà nhiều người vẫn kể lại. Sau khi cha Trương Bửu Diệp qua đời, người dân ở Tắc Dậy đã xây dựng một mộ phần nhỏ để an táng thi hài của cha. Dù thời gian trôi qua, nhưng sự hiện diện thiêng liêng của cha Diệp vẫn được nhiều người cảm nhận qua những phép lạ xảy ra tại nơi an nghỉ của ngài. Người dân kể lại rằng sau khi cầu nguyện trước mộ của cha, nhiều người đã nhận được những ơn lành như sự chữa lành bệnh tật, vượt qua những khó khăn tài chính và được bảo vệ trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Một câu chuyện nổi tiếng về phép lạ của cha Diệp là vào những năm 1990, khi một phụ nữ từ miền Trung Việt Nam nghe nói về sự linh thiêng của cha Diệp và quyết định đến viếng mộ ngài để cầu nguyện cho sức khỏe của mình. Người phụ nữ này đã mắc phải một căn bệnh nặng và không có dấu hiệu hồi phục sau nhiều lần điều trị. Trong sự tuyệt vọng, cô đã đặt niềm tin vào cha Diệp và hy vọng nhận được sự cứu giúp từ ngài. Sau khi đến viếng mộ cha Trương Bửu Diệp tại nhà thờ tắc dậy, cô đã thành tâm cầu nguyện và xin cha chữa lành căn bệnh của mình. Cô cảm thấy có một sự bình an và hy vọng mới trong lòng sau khi cầu nguyện. Khi trở về nhà, điều kỳ diệu đã xảy ra, sức khỏe của cô dần dần được phục hồi mà không cần đến bất kỳ loại thuốc nào nữa. Cô tin rằng chính cha Diệp đã lắng nghe lời cầu xin của cô và ban ơn chữa lành. Không chỉ những phép lạ chữa lành bệnh tật mà nhiều người dân còn kể lại những câu chuyện về sự che chở của cha Diệp trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Có câu chuyện kể về một gia đình gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường, nhưng trước khi tai nạn xảy ra, họ đã cầu nguyện với cha Trương Biểu Diệp. Mặc dù chiếc xe bị hư hại nặng, nhưng mọi thành viên trong gia đình đều an toàn và không ai bị thương nặng. Họ tin rằng chính cha Diệp đã bảo vệ họ trong lúc hiểm nguy. Ngoài ra, nhiều người còn cảm nhận được sự hiện diện của cha Diệp trong giấc mơ. Có những người kể lại rằng họ đã mơ thấy cha Diệp đến và an ủi họ trong những thời điểm khó khăn nhất. Những giấc mơ ấy không chỉ mang đến sự bình an mà còn là những dấu chỉ thiêng liêng rằng cha Diệp vẫn luôn ở bên để che chở và dẫn dắt. Ngày nay, hàng năm có hàng ngàn người hành hương về nhà thờ tắc dậy để tạ ơn và xin ơn cha Trương Biểu Diệp. Dù không được chính thức phong thánh, nhưng đối với nhiều người công giáo Việt Nam, cha Diệp là một vị thánh không chính thức. Sự hiện diện thiêng liêng và phép lạ của ngài là một minh chứng mạnh mẽ cho niềm tin vào sự bảo trợ của cha đối với những ai thành tâm cầu nguyện. Cha Trương Biểu Diệp là một biểu tượng của lòng trung thành với đức tin và tình yêu thương con người sau khi ngài qua đời nhiều người vẫn tiếp tục cảm nhận được sự linh thiêng của ngài qua những phép lạ và sự che chở mà cha diệp đã ban cho họ những câu chuyện về cha diệp vẫn sống mãi trong lòng người dân là một nguồn an ủi và niềm hy vọng trong cuộc sống đầy thử thách